Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube Tập Yoga cùng Yogi Travel VN. Mình là Thương Bình và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập một bài tập yoga giảm cân. Bài tập này được thiết kế với các động tác nhanh, dứt khoát, tập trung nhiều vào cơ bụng, bắp đùi và cơ lưng sườn, cực kỳ phù hợp cho mục tiêu giảm cân của các yogi. Có một lưu ý nhỏ là bạn nên cố gắng hít thở đều, đừng nín thở khi giữ động tác và bạn được phép quay trở về tư thế em bé bất kỳ khi nào mà bạn muốn. Nào, chạy thảm ra và bắt đầu thôi! Hãy ngồi lên giữa thảm, thả lỏng vai, thả lỏng hai tay lên đầu gối, giữ lưng thẳng và nhắm mắt lại. Mình sẽ hít thở một chút trước khi mình bắt đầu bài tập. Khuôn mặt bạn mềm ra, hít bằng mũi rồi thở dài ra bằng mũi. Cố gắng giữ hơi thở của bạn đều và dài. Nhịp thở chậm và êm. Một nhịp thở cuối cùng, bạn hít vào, mở rộng lồng ngực ra, rồi nhẹ nhàng thở và mềm người ra. Hít sâu, cuộn bụng vào trong, đẩy thẳng hai vai. Thở ra, đẩy lồng ngực về phía trước, kéo cằm cao lên trời. Hít vào, kéo bụng vào trong, cuộn hai vai vào giữa. Thở ra, đẩy lồng ngực về phía trước, kéo cằm bạn cao lên. Lặp lại, hít sâu, cuộn người. Thở ra, đẩy lồng ngực về trước. Hít vào, cuộn người vào trong. Và thở ra, đẩy lồng ngực, kéo cằm cao lên. Rồi quay người về vị trí trung tâm. Hai tay bạn giữ lên đầu gối, nhẹ nhàng cuộn tròn người, cuộn theo hình vòng tròn, theo chiều xoay đồng hồ, rạp người về các hướng khác nhau. Rạp lên đầu gối bên phải, về trước, đầu gối trái, rồi ra sau. Xoay một vòng nữa theo chiều ngược lại. Cuộn tròn lên đầu gối, rạp sâu về trước, rạp qua đầu gối bên kia, rồi kéo người lên trở lại. Giữ lưng thẳng, rồi nhẹ nhàng mở mắt ra, chống hai tay ra sau và nằm dài ra thảm. Bạn vươn hai tay qua cả đầu, kéo dài hai mũi chân ra và kéo giãn dài toàn thân ra. Hai tay đặt bên cạnh hông, hai chân bạn chống xuống sàn, đầu gối đẩy vuông góc lên trời. Hai bàn chân đạp chắc xuống thảm, mình tập động tác cây cầu. Hít vào, đẩy hông cao, nâng mông cao lên khỏi sàn. Rồi thở ra, rạp hông xuống sàn. Hít vào, lặp lại, đạp chắc hai bàn chân, đẩy mông cao lên trời. Lồng ngực đẩy về phía khuôn mặt. Thở ra, rạp hông xuống sàn. Hít vào, nâng cao lên, đạp chắc hai bàn chân. Rồi thở ra, hạ xuống sàn. Hít, nâng lên, rướn người cao. Rồi đưa hai tay bạn vào dưới lưng, các ngón tay đan, hai bàn tay đan chặt, ép xuống sàn, bàn chân đạp chắc xuống sàn. Giữ động tác cây cầu. Cố gắng vẫn hít thở đều. Một nhịp thở cuối cùng, bạn đẩy cao hông lên, đạp chắc chân xuống sàn. Rồi từ từ, bạn gỡ hai bàn tay và dang ngang hai tay ra. Hạ từng đốt sống xuống sàn. Từng đốt rớt xuống sàn trở lại. Lắc hai đầu gối qua phải,
qua trại, mềm thắt lưng ra, rồi từ từ quay về dự thảm, ép chặt bụng dưới sàn, siết chặt cơ bụng và chỉ thẳng hai chân của bạn lên trời. Mũi chân chỉ thẳng lên trời, sau đó xoè ngược các ngón chân về phía khuôn mặt. Mình tập động tác nâng chân. Bắt đầu bằng chân phải, thở ra, bạn hạ chân phải xuống sàn, vẫn giữ độ xòe của các ngón chân. Hít vào, nâng chân phải lên. Thở ra, hạ chân trái xuống sàn. Hít, nâng chân lên. Tiếp tục, hạ chân phải. Nâng chân phải lên, cơ bụng siết chặt lại, hạ chân trái. Nâng chân trái lên, chân phải xuống. Hít lên, chân trái xuống. Hít lên, phải xuống. Hít, nâng chân lên, rồi hạ chân trái xuống. Hít vào, nâng chân trái lên, phải xuống, lên, trái xuống, nâng chân trái lên và chập hai chân chặt lại. Sau đó chỉ mũi chân lên và từ từ hạ hai chân của bạn xuống sàn, từng nhịp một, rớt từ từ, rồi hạ toàn bộ hai chân xuống sàn. Vươn dài hai tay qua quả đầu, kéo giãn lại toàn bộ người một nhịp nữa. Kéo căng người ra, rồi nhẹ nhàng chéo hai chân, chống tay và ngồi lên dự thảm. Mình tập một vài động tác vặn người. Tay trái bạn đặt qua đầu gối bên phải, tay phải bạn chống ra sau, rồi bẫy người hết, nhìn về phía sau, mở vai ra sau, mắt nhìn chéo qua vai. Hít đều và thở nhẹ, bẫy ra sau. Rồi từ từ quay về vị trí trung tâm, bạn xoắn qua bên kia, tay phải đặt lên đầu gối bên trái. Tay trái chống các ngón tay về sau thảm và bảy người xoắn căng ra phía sau. Xoay mặt, trượt mắt, nhìn qua vai bên trái luôn. Và nhẹ nhàng quay về giữa, rồi từ từ chống tay và đứng lên đầu thảm luôn. Mũi chân bạn khép lại, hai gót chân bạn hơi mở ra. Hai tay mở ngang và giữ người đứng thẳng. Từ từ, bạn nâng gót chân lên, nhón mũi chân và vươn hai tay lên luôn. Cố gắng giữ thăng bằng ở đây. Các ngón tay xòe kéo lên, rồi từ từ thở ra hạ tay, hạ gót chân dưới sàn. Lặp lại, nhón mũi chân, nâng gót chân lên khỏi sàn, vươn dài tay lên. Rồi từ từ thở ra hạ chân, hạ tay. Nhịp nữa, nhón chân, nâng gót chân lên khỏi sàn, vươn dài người cao lên. Rồi thở ra, hạ gót chân, rạp người về phía trước, mềm đầu ra. Hít vào, ngẩng mặt nhìn về trước. Thở ra, rạp xuống sàn, bước chân phải ra sau, mũi chân phải chống dưới sàn, nhìn thẳng về phía trước. Đầu gối sau của bạn thẳng ra, các ngón tay chống dưới sàn và kéo dài lưng, nhìn về trước. Sau khi giữ được thăng bằng ở đây, bạn từ từ rút hai tay và đưa ra sau, xuôi theo người. Các ngón tay bạn chỉ căng ra sau, toàn bộ người thẳng hàng. Nhẹ nhàng hít vào, lật hai tay, vươn về phía trước, xuôi hai tay theo mang tay. Kéo dài người thành một đường chéo. Thẳng hàng từ các ngón tay tới gót chân. Siết chặt cơ bụng và rướn dài người ra, nhìn chéo về trước, rồi nhẹ nhàng lịch người, hít vào, vươn dài hai tay lên trời. Đầu gối trước vuông góc, mũi chân sau chống dưới sàn. Các ngón tay vươn căng lên, rồi thở ra, nhẹ nhàng rạp hai tay dưới sàn. Bước chân trước ra sau, lành, đổ rạp người về dưới Chaturanga, hít, lịch lồng ngực nhìn lên, ốp chót.
và thở đẩy ra sau. Đau đó. Dạt dài người ra sau. Lắc hông nhẹ bên phải bên trái. Mềm người ra. Đá chân phải lên trời và bước chân phải lên giữa hai tay. Nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Giữa vai mở rộng ra. Nhẹ nhàng đưa hai tay ra sau. Xuôi hai tay theo lưng. Vẫn chỉ cầm nhìn về trước. Cố gắng thẳng đầu gối sau ra. Hoặc nếu mỏi quá, bạn có thể hạ đầu gối phía sau dưới sàn. Tay chỉ thẳng. Mắt nhìn chéo về trước. Hít vào, vươn hai tay bên mang tay. Rướn các ngón tay dài ra và đạp gót chân ra sau để toàn thân kéo căng thành một đường thẳng. Cố gắng vẫn hít thở sâu. Giữ cho đầu gối trước vuông góc. Bắp đùi trước sẽ hơi căng một chút xíu. Rồi nhẹ nhàng hít vào, lật hai tay, vươn vuông góc hai tay lên trời. Các ngón tay rướn lên. Nhấn phần hông của bạn xuống thêm một chút xíu. Để đầu gối trước vuông góc. Và thở ra, chống hai tay về dưới sàn. Rút chân trước ra sau, plank pose. Hạ người về trước, chaturanga. Lật người vươn lên, up dog. Rồi đẩy ra sau, động tác down dog. Giữa tư thế down dog và hít thở một chút xíu. Rạp dài lưng, kéo giãn lưng của bạn ra. Cố gắng đạp hai gót chân ra sau. Người giãn ra sau. Hít vào, đá chân trái lên trời. Nhìn về trước và bước chân trái lên giữa hai tay. Mũi chân sau nhón, các ngón tay nhón lên. Đưa hai tay ra sau lưng, đẩy dài cầm về trước. Hít vào, vươn hai tay xuôi theo mang tay. Chỉ thẳng tay về trước, kéo dài người thành một đường thẳng. Rồi lật người, vươn hai tay lên trời. Giãn cao hai tay lên. Thở ra, hạ gót chân sau vào dưới thảm. Và mở ngang hai tay trong động tác Warriors. Ở tư thế 9 bên này, bạn cố gắng giữ cho phần thân trên của bạn vuông góc với mặt sàn. Đừng đẩy người về trước nhiều quá hoặc là về sau. Từ từ thẳng gối trước, hít vào vươn hai tay lên trời. Thở ra, khuỵu đầu gối trước, mở ngang hai tay. Hít, thẳng gối, vươn hai tay lên. Thở ra, khuỵu gối, dang ngang hai tay. Hít vào, thẳng gối trước, vươn hai tay rướn dài người lên trời. Thở ra, khuỵu đầu gối trước và mở ngang hai tay. Một nhịp nữa, hít, thẳng gối, vươn hai tay cao. Thở ra, mở ngang hai tay, nhìn về trước. Nhịp cuối cùng, thẳng đầu gối trước, vươn hai tay rướn dài người lên. Thở ra, khuỵu đầu gối trước, mở ngang hai tay, về lại tư thế Warrior. Chống hai tay lên hông, xoay mặt nhìn về phía trước, nhón mũi chân sau. Rồi hít vào, vươn hai tay, kéo dài người lên trong động tác hai lần. Thở ra, rạp xuống sàn, bước chân trước ra sau, plank pose. Đổ rạp người về trước, chaturanga. Uốn lồng ngực ngẩng mặt nhìn lên. Rồi đẩy ra sau, down dog. Rạp lưng ra sau, lắc nhẹ hông trong động tác cao đó. Khuỵu nhẹ đầu gối phải, khuỵu nhẹ đầu gối trái. Đẩy lưng ra sau. Và bây giờ mình đổi chân. Đá chân phải lên trời và bước chân phải lên giữa hai tay. Nhón các đầu ngón tay và nhìn về phía trước. Bạn đưa hai tay ra sau, xuôi theo hông. Chỉ thẳng các ngón tay về sau. Vai bạn mở đẩy về trước. Hít vào. Kéo hai tay theo mang tay, đổ người dài thành một đường chéo. Giữ hông chặt, thở dài ra. Hít chậm, lật hai tay lên trời, lật người lên, vươn dài các ngón tay chỉ lên trời. Lòng bàn tay mở rộng, các ngón tay xòe, kéo giãn người lên. Nhẹ nhàng hạ đầu gối sau và mở ngang hai tay trong tư thế chiến binh. Đầu gối trước khuỵu, hai tay dang ngang, mắt nhìn về phía trước.
Hít vào, thẳng gối trước, vươn hai tay, mắt nhìn lên trời. Thở ra, khuỵu gối trước, nhấn hông của bạn xuống sàn. Hít, vươn hai tay, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, khuỵu gối, dang ngang hai tay. Hít vào, vươn tay, nhìn lên. Thở, khuỵu gối, nhấn hông xuống sàn. Hít vào, vươn lên. Và thở ra, mở ngang tay. Hít, lên, dán dài người lên. Thở ra, rạp hông, mở ngang tay. Chống hai tay lên đầu gối. Xoay hết toàn thân của bạn về phía trước. Nhón mũi chân sau, nhìn về trước. Hít vào, vươn hai tay, kéo giãn người lên. Và thở ra, rạp hai tay xuống sàn. Bước chân trước ra sau, đổ người xuống sàn. Lịch lồng ngực, ngẩng mặt, nhìn lên. Rồi nhón mũi chân, đẩy ra sau. Rạp lưng về sau. Lắc nhẹ hông, lắc nhẹ người, thư giãn cho lưng bạn một chút xíu ở động tác đeo đó. Bạn có thể khuỵu đầu gối phải, đẩy ra sau, rồi khuỵu nhẹ gối trái, đẩy người ra sau. Hai tay bám dưới sàn, hít vào, đá chân trái lên trời, rồi bước chân trái lên giữa hai tay, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Vươn ngang hai tay của bạn ra, hai tay bạn song song với mặt sàn. Vẫn giữ lưng thẳng, rướn người và nhìn chéo về phía trước. Hạ đầu gối sâu xuống sàn, bạn mở lồng ngực ra. Hít sâu, vươn hai tay rướn dài lên trời. Đan các ngón tay lại và chỉ ngón trỏ lên trời, kéo dài người ra. Nhẹ nhàng nâng đầu gối sâu lên khỏi sàn. Rồi thở ra, hạ đầu gối sâu xuống sàn. Hít vào, nâng đầu gối sau lên và thở ra hạ xuống sàn. Bám mũi chân sau, hít vào, đầu gối sau nâng lên. Thở ra, hạ đầu gối xuống sàn. Tiếp tục hít vào, nâng đầu gối rướn cao tay. Thở ra, hạ đầu gối xuống sàn. Nhịp nữa, hít vào, đầu gối nâng lên, rướn tay đạp thẳng chân sau. Thở ra, hạ đầu gối dưới sàn. Giữ chân sau chắc, bạn nâng đầu gối lên và dang ngang hai tay. Rạp dài người về trước, quay lại tư thế tay dang ngang song song với mặt đất. Rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau. Đổ dài người xuống, lật lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên. Nhón mũi chân và đẩy ra sau. Mình đổi chân. Đá chân phải lên trời. Khuỵu gối nhìn về trước và bước lên giữa hai tay. Nhón các đầu ngón tay ngẩng mặt nhìn lên. Chân sau bạn đạp chắc, đầu gối trước của bạn vuông góc. Mở ngang hai tay, dang ngang, rướn cằm, kéo giãn cổ về phía trước. Hạ đầu gối sau dưới sàn. Mũi chân sau chống, hít vào, ngẩng mặt nhìn về trước. Rồi thở ra, lỏng vai ra. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, kéo dài người lên. Chắp hai bàn tay lại và chỉ ngón trỏ của bạn lên trời, kéo căng phần thân trên. Hít vào, nâng cao đầu gối phía sau, đặt thẳng chân sau. Thở ra, hạ đầu gối xuống sàn. Hít vào, nâng đầu gối sau lên. Thở ra, hạ đầu gối sau. Hít vào, nâng cao lên, thẳng chân sau ra. Thở ra, rạp xuống. Tiếp tục, hít vào, nâng chân sau, thẳng đầu gối, vươn hai tay, chỉ thẳng lên trời. Thở ra, rạp xuống. Hít, nâng lên, rướn cao người, tay chỉ thẳng, rồi mở ngang hai tay ra, rạp dài người về trước. Tay bạn song song với mặt sàn. Chống hai tay về dưới thảm, bước chân trước ra sau, vươn về trước Chaturanga, hít vào ngẩng mặt nhìn lên ốp chó, rồi đẩy ra sau,
trong động tác đào đó, giãn dài người ra sau. Từ vị trí đào đó, bạn lắc nhẹ hông, lắc nhẹ vai và thư giãn cho thắt lưng một chút xíu. Rồi rướn người về phía trước trong động tác plank. Hạ đầu gối chân phải của bạn dưới sàn, mở chân phải về bên phải, úp mu bàn chân dưới sàn, chân trái đặt về cuối thảm song song với đầu gối bên phải. Rồi nâng chân trái của bạn lên, tay trái xuôi theo mang tay, kéo dài người rồi vươn tay trái vuông góc lên trời. Chân trái chĩa thẳng, mở ngang với hông. Hít vào, vươn dài tay ra, thở ra cùi chỏ và đầu gối chạm nhau. Hít, rướn dài người ra, thở ra cuộn vào trong, chạm cùi chỏ vào đầu gối. Hít, rướn ra, thở xiết bụng, cuộn vào trong. Hít vào, vươn, kéo giãn người, thở ra, cuộn vào trong. Tiếp tục hít, vươn và kéo giãn người ra, thở, cuộn vào trong. Nhịp cuối cùng hít, vươn, kéo giãn người bạn ra, rồi chống ba tay, chống chân, rút chân trước ra sau, plank pose, đổ rạp người xuống sàn, lịch lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên và nhón mũi chân đẩy ra sau trong động tác đao đó. Mình sẽ đổi bên qua chân trái, vươn người về trước trong động tác plank. Để giữ chắc được plank, bạn hãy nhìn xuống và thấy vai và cánh tay của bạn thẳng hàng là được. Hạ đầu gối trái xuống sàn và mở chân trái về bên trái, vươn tay phải xuôi theo mang tay và đá chân phải ra phía sau. Giữ cho tay, gót chân và hông thẳng hàng nhau. Kéo dài người, vươn tay phải xuôi theo thân, xuôi theo mang tay, rướn dài, hít vào, giãn ra, thở cuộn vào trong. Hít, giãn dài người, thở ra, cuộn cùi chỏ chạm vào đầu gối. Hít vào, vươn dài người, thở ra, cuộn cùi chỏ vào đầu gối. Hít, chỉa dài tay dài chân, thở cuộn vào trong. Tiếp tục hít, tay và chân vươn dài ra, thở cuộn vào trong. Nhịp nữa hít, tay chân rướn lên, rồi thở ra, chống tay, nhón mũi chân sau về phía sau, giữ tư thế plank, đổ người về phía trước chaturanga. Hít vào, lật ngực, ngẩng mặt nhìn lên ốp đó, nhón mũi chân đẩy ngực ngực ra sau, đào đó, rạp người về phía sau. Hít và thở đều, giữ tư thế đào đó trong một vài nhịp thở. Lắc hông và stress người ở tư thế nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía trước rồi bước chân lên giữa hai tay. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song với mặt đất. Thở ra, rạp lồng ngực xuống sàn. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài người nhìn lên. Thở ra, chắp hai tay xuống trước lồng ngực. Mở hai chân rộng ra bằng hông. Mình tập một vài động tác thả lỏng cho vai và mềm nhịp thở lại. Hít vào, vươn nhẹ hai tay lên trời. Thở ra, lỏng lưng, mềm hai tay xuống. Hít, vươn hai tay, người rướn lên. Thở ra, lỏng vai, rạp hai tay. Hít vào, vươn lên. Thở ra, mềm người xuống. Hít vào, vươn lên. Thở, mềm người xuống. Thả lỏng hai vai ra, khép mũi chân, gót chân và đứng lên giữa thảm trở lại. Đứng trong động tác trái núi, mình nhón mũi chân, nâng gót chân một lần nữa, hai tay xuôi, hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người lên. Thở ra, hạ gót chân, rạp dài người về trước, hai tay bên trên. Hít vào, ngẩng mặt, nhìn về phía trước. Thở ra, rạp xuống sàn, rút chân phải của bạn ra sau, mũi chân trái phải chống, nhìn về phía trước. Giữ chặt hông, đưa hai tay ra sau, hít vào, lật người, vươn hai tay lên trời, rướn ngang lên trong động tác lần.
thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực. Hạ hai tay chắp trước lồng ngực, hạ gót chân sau về bên trái và dang ngang hai tay của bạn ra. Hạ tay phải của bạn trượt theo chân, vươn tay trái và rướn lườn bên trái ra. Hít sâu. Thở ra, đổ về phía trước, quỳ chỏ trái chạm vào đầu gối, rướn lườn bên phải ra. Đổi ngược lại, lật người ra sau, tay phải trượt xuống, vươn tay trái theo lườn. Thở ra, nghiêng về phía trước, rướn dài tay phải lên trời. Lặp lại, rướn người về phía sau, lườn bên trái dạng. Đổ người về phía trước, dạng lườn bên phải ra. Nhịp cuối cùng, tay phải trượt ra sau, rướn tay trái lên trời và giữ ở đây. Cố gắng xòe các ngón tay trái và kéo dài lườn bên trái ra. Rồi từ từ quay về vị trí trung tâm, mở ngang hai tay. Đưa tay trái dài về phía trước, rạp xuống sàn, chống các đầu ngón tay xuống dưới sàn hoặc chống lên chân. Và vươn tay phải lên trời trong tư thế tam giác. Tay phải rướn cao, các ngón tay phải xòe, vươn lên. Hai vai được kéo cách xa nhau ra, dồn lực lên chân, các ngón tay chỉ chạm nhẹ dưới sàn. Nhẹ nhàng xoay mặt nhìn xuống sàn, tay đặt lên đầu gối và nhón mũi chân sau, nhìn về phía trước. Hít vào, đưa hai tay ra sau, rướn và vươn lên trời. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau, đổ dài người xuống sàn, lật lồng ngực, ngẩng mặt, nhìn lên. Rồi thở đẩy hông cao lên trời, đau đó. Mình chuẩn bị đổi bên. Đá chân phải cao lên trời và bước chân phải lên giữa hai tay. Thả lỏng hai vai ra, nhón các đầu ngón tay nhìn về phía trước. Đưa hai tay ra sau, hít vào lật người và vươn hai tay lên trời. Chắp hai tay bạn và hạ xuống trước lồng ngực. Gót chân sau hạ xuống sàn. Chỉnh người lại và dang ngang hai tay. Đáp tay trái xuống sàn, lướn lườn bên phải lên, đầu gối trước quỷ. Thở ra, hạ quỳ chỏ phải, lướn tay trái. Lặp lại, đổ người về sau, trượt tay trái và lướn tay phải lên. Đổ người về trước, hạ tay phải, lướn lườn bên trái. Giãn người ra sau, trượt tay trái, vươn tay phải lên trời. Giãn lườn trái, hạ đầu gối phải. Lặp lại lần nữa, tay trái trượt ra sau, rướn tay phải cao. Thở ra, hạ tay phải và vươn tay trái theo lườn. Nhịp cuối cùng, rướn tay trái, trượt theo hông và vươn tay phải cao lên trời. Giữ đây. Đầu gối trước vuông góc, tay phải rướn cao lên trời. Nếu được, bạn ngẩng mặt nhìn lên trời luôn. Và nhẹ nhàng nhìn về phía trước, dang ngang hai tay, quay lại vị trí trung tâm. Chống hai tay lên hông, xoay mặt về phía trước, đầu gối trước khuỵu, mũi chân sau nhón. Hít vào, vươn hai tay, kéo dài người lên. Thở ra, hai tay xuống sàn, bước ra sau, đổ dài người về trước. Lật lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên, rồi nhón mũi chân và thở đẩy dài người ra sau trong tư thế đau đó. Hít thở một nhịp trước khi mình đổi qua động tác tiếp theo. Đá chân phải cao lên trời, thẳng chân phải của bạn ra. Khuỵu gối phải, kéo vào bụng và đưa hết toàn bộ người về phía trước tới lúc nào mà cổ tay và vai của bạn thẳng hàng. Rồi đưa ra sau, đá chân phải thẳng lên trời. Kéo đầu gối phải vào bụng, nâng người đưa về phía trước, không nâng lên.
thở ra, đưa ra sau, đá thẳng chân lên trời. Lặp lại, kéo vào bụng, đưa về trước, nâng hông lên. Thở ra sau, thẳng chân lên. Nhịp nữa, kéo vào bụng, đưa về trước, nâng hông. Thở đưa ra sau, thẳng chân đá lên trời. Nhịp cuối cùng, kéo đầu gối vào bụng, đưa về trước và nâng hông lên. Rồi đưa ra sau, đá cao lên trời. Nhìn về phía trước và bước chân phải ra ngoài bàn tay phải. Hạ đầu gối sau và úp bàn chân sau dưới sàn. Dùng tay phải đẩy lên đầu gối bên phải và giãn người ra. Ép đùi sau dưới sàn, đẩy căng tay phải ra và mở lòng bàn chân phải ra luôn. Đưa tay phải ra sau, nắm lấy bàn chân trái từ phía sau. Bạn ép người xuống nhiều hơn và mở vai nhiều hơn. Mình cực kỳ thích động tác này và cảm giác kéo giãn cơ ở bắp đùi sau khi thực hiện động tác. Một nhịp thở cuối cùng, hít sâu, cố gắng ép hông xuống nhiều hơn, mở vai ra nhiều hơn. Rồi chống tay dưới sàn, nâng đầu gối sau lên. Kéo đầu gối chân trái, chân phải vào bụng một nhịp nữa, nhìn về phía trước. Hóp bụng nâng hông cao, rồi đưa chân phải ra sau, đá lên trời. Đáp người xuống sàn, lịch lồng ngực, ngẩng hạch nhìn lên. Và nhón mũi chân sau, đẩy dài ra, cao đó. Mình tập một lần nữa cho chân trái. Đá chân trái của bạn cao lên trời. Kéo đầu gối trái ép vào bụng, nâng hông lên. Hít, đưa ra sau, đá lên trời. Thở ra về trước, ép vào bụng, nâng hông lên. Hít vào ra sau. Thở ra ép bụng, nâng hông cao. Hít vào ra sau, giãn thẳng chân. Thở ra kéo vào bụng, nhìn lên. Hít vào, đưa ra thẳng chân. Nhịp cuối cùng, kéo chân bạn vào bụng, nâng người nhìn về phía trước. Rồi thở ra đã thẳng chân lên trời. Bước chân trái ra ngoài bàn tay trái. Giữ hông và hạ đầu gối sau dưới sàn. Úp chân sau, úp đầu gối sau, dùng tay trái đẩy lên đầu gối bên trái và mở bàn chân trái ra luôn. Lật bàn chân trái lên luôn. Xoay mặt nhìn ra gót chân phía sau. Ép bắp đùi sau dưới sàn. Nhịp thở cuối cùng. Hít vào. Vẫy căng người ra. Rồi úp chân trái. Dùng tay trái vươn ra sau. Nắm lấy bàn chân phải, bạn ép phần hông xuống nhiều và mở phần lồng ngực ra nhiều hơn. Xoay mặt nhìn ra sau luôn nếu được. Cánh tay nắm chắc lấy bàn chân. Đầu gối và bàn chân mở rộng ra. Xoay mặt nhìn về trước, chống tay trái, nhón mũi chân nâng đầu gối lên. Kéo đầu gối chân trái vào bụng, rướn người nhìn về phía trước, giữ lại một nhịp nữa thôi, hít sâu và thở ra đưa ra sau, đá cao lên trời. Vươn về phía trước, rạp người xuống sàn, lật lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên. Nhón chân, đẩy dài ra sau, đau đó. Giữ và nghỉ ở tư thế đau đó trong một vài nhịp thở. Bạn có thể khuỵu nhẹ đầu gối bên phải, rạp lưng ra sau. Rồi thẳng gối, đổi đầu gối bên kia, khuỵu đầu gối trái, rạp lưng ra sau. Lặp lại một vài lần như vậy. Bám hai tay. Và hạ hai đầu gối dưới sàn. Đầu gối vuông góc với hông, bàn tay vuông góc với vai. Thả lỏng thắt lưng của bạn ra, rồi nâng thắt lưng lên và siết chặt cơ bụng.
vươn tay phải về phía trước và đá thẳng chân trái ra sau. Cố gắng giữ chắc phần cơ bụng và đừng nhìn nâng chân sau lên cao quá, giữ ở level với hông. Hít vào, vươn dài người, mũi chân ngón tay xòe ra. Thở ra, cuộn vào trong, quỳ chỏ chạm vào đầu gối. Hít vào, vươn dài tay, rướn chân. Thở ra, cuộn vào, quỳ chỏ đầu gối chạm vào nhau. Hít, rướn dài người. Thở ra, cuộn vào trong. Hít, vươn dài, giãn dài người ra. Thở, cuộn sâu vào trong. Hít, rướn dài người. Nhịp cuối cùng, thở ra cuộn cùi chỏ và đầu gối vào trong, rồi vươn dài người. Chống tay, hạ đầu gối dưới sàn. Lắc mềm và thả lỏng hai vai, thả lỏng hông ra. Chuẩn bị đổi qua bên kia. Hai bàn tay của bạn úp dưới sàn, các ngón tay xòe bám xuống mặt thảm. Hai đầu gối mở rộng bằng hông, nâng cơ bụng và giữ chặt. Đá chân phải của bạn ra sau, cố gắng đừng nâng chân cao quá mà giữ ở ngang level với hông. Vươn tay trái dài về trước, các ngón tay xòe rướn dài người ra. Hít, rồi thở dài cuộn vào trong, cùi chỏ chạm vào đầu gối. Hít vào, vươn dài ra. Thở, cuộn vào trong. Hít, rướn dài. Thở, cuộn vào trong. Hít vào rướn. Thở ra, cuộn vào trong. Hít, vươn dài, xòe các ngón tay. Thở ra, cuộn cùi chỏ vào đầu gối. Vươn dài người, các ngón tay ngón chân xòe ra, rồi hạ bàn tay, hạ đầu gối dưới sàn. Lắc lắc vai, lắc lắc hai bàn tay. Chậm chậm nhón mũi chân, nâng đầu gối và đẩy hông ra sau trong động tác down dog. Giữ tư thế down dog cho một nhịp thở nữa. Đá chân phải cao lên trời, chỉ mũi chân lên, kéo đầu gối phải vào bụng, nhìn về trước và nâng hông cao lên, thẳng hai cánh tay, một nhịp thở thôi, hít sâu, rồi thở dài ra. Bước chân phải về trước, đặt lên giữa hai tay, ngẩng mặt nhìn lên. Hạ đầu gối sau và úp chân sau vào dưới sàn. Hít sâu, vươn hai tay, kéo dài người lên. Thở ra, mở ngang hai tay, mềm ra. Hít vào, lồng ngực mở. Thở ra, cuộn về trước. Hít vào, mở lồng ngực ra, vai rộng. Thở ra, cuộn về trước, hai tay chập lại. Hít vào, lồng ngực mở ra, mắt nhìn về trước. Thở ra, cuộn và kéo cằm vào lồng ngực. Nhịp nữa, hít vào, lồng ngực mở ra. Thở ra, hai tay chập về phía trước. Và hít vào, mở rộng lồng ngực, nhìn về trước, vươn hai tay lên trời, kéo dài người lên, xòe các ngón tay rướn cao, nhón mũi chân sau, nâng đầu gối sau lên khỏi sàn. Đổ rạp người về phía trước, tạo thành đường chéo, rướn dài từ mũi tay tới gót chân. Giữ thẳng người ở đây, rồi hạ hai tay xuống sàn, bước chân trước ra sau, đổ rạp người xuống sàn. Lật lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên và nhón mũi chân đẩy ra sau trong động tác down dog để dài người ra sau. Lắc nhẹ hông và mình chuẩn bị đổi bên. Đá chân trái cao lên trời, kéo đầu gối trái vào bụng, đẩy thẳng cánh tay, nâng hông cao lên, nhìn chéo vào một điểm trước mặt, giữ chặt một nhịp thở thôi, hít sâu và thở dài ra. Bước chân trái đặt lên giữa hai tay, hạ đầu gối và úp bàn chân sau xuống dưới sàn. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người. Thở ra, mở ngang hai tay ra. Hít sâu, lồng ngực mở. Thở ra, khép hai tay đưa về trước. Hít.
thở ra. Hít. Thở ra. Hít sâu. Rồi thở sâu ra. Hít vào, mở lồng ngực ra. Thở ra, chập hai tay về trước. Hít vào, mở căng hết lồng ngực ra và vươn hai tay lên trời, rướn cao hai tay, mũi chân sau nhón, nâng đầu gối sau lên khỏi sàn, đổ rạp người và thành một đường chéo để căng về phía trước. Đạp gót chân sau, vươn dài hai tay. Giữ đây một nhịp nữa thôi. Rồi nhẹ nhàng hạ tay xuống thảm, rút chân trước ra sau, plank pose, đổ rạp người xuống sàn. Lật lồng ngực, ngẩng mặt nhìn lên và nhón mũi chân đẩy dài người ra sau trong động tác đao đó. Giữ động tác đao đó và dãn người ra sau. Bạn có thể lắc lư hông, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhón mũi chân, gót chân, rạp lưng ra sau nhiều hơn. Nhẹ nhàng kéo hai đầu gối về đầu thảm để chéo hai chân và ngồi thẳng lưng lên. Hai tay bạn đệm mềm lên đầu gối, giữ lưng thẳng, đem cảm giác vào nhịp thở và hít thở đều trở lại. Giữ cho nhịp thở sâu và dài ra, hít bằng mũi và thở dài ra bằng mũi. Nhắm mắt và cảm giác vào nhịp thở một chút xíu. Nhịp thở cuối cùng, hít sâu, rồi thở dài ra và nhẹ nhàng mở mắt ra, lùi hai tay ra sau, chống hai cùi chỏ của bạn dưới sàn, đưa hai chân về trước và kẹp chặt hai chân vào với nhau, gót chân, mũi chân chặt vào nhau, đẩy lồng ngực của bạn lên, hít vào, nâng hai chân vuông góc lên trời, siết căng bụng. Thở ra, hạ xuống. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Hít. Lên. Thở ra, hạ. Hít. Lên. Thở ra, hạ xuống. Tiếp tục hít lên. Và giữ ở đây, ép thắt lưng dưới sàn, rồi nằm rạp lồng ngực xuống sàn luôn. Hai tay xuôi theo thân, chỉ các ngón chân ngược về phía khuôn mặt, úp hai bàn tay bên cạnh người. Hạ chân phải xuống sàn. Hít vào, nâng chân phải lên. Thở ra, hạ chân trái dưới sàn. Hít. Thở. Hít. Thở ra, hạ trái. Hít. Thở ra, hạ phải. Hít. Thở. Hít lên. Thở ra, hạ xuống. Hít lên. Thở ra, hạ xuống. Vẫn xoè căng các ngón chân. Thở ra, hạ phải. Hít lên. Thở ra, hạ trái. Hít vào, nâng lên. Khuỵu hai đầu gối và giữ cho hai đầu gối chặt chặt vào nhau. Dang ngang hai tay ra. Giữ chặt phần cơ bụng, nghiêng hai đầu gối về bên phải. Cố gắng đừng để rớt xuống sàn. Nâng lên, rồi nghiêng qua trái. Nâng lên, nghiêng qua phải. Lên, nghiêng về trái. Lên, rồi úp hai tay xuôi theo thần, chỉ hai chân lên trời. Mình nâng chân ở vị trí 60 độ và 45 độ. Hạ chân xuống. Hít vào,
nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Hít, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Hít, lên. Thở, hạ xuống. Hít vào, nâng chân. Thở ra, hạ xuống. Hít lên. Thở ra, hạ xuống 45 nhịp nữa, hít lên. Rồi, khuỵu hai đầu gối, chống hai bàn chân xuống sàn. Lắc lắc hai đầu gối qua bên phải, qua bên trái. Thả lỏng thắt lưng ra chút xíu. Hai chân của bạn chống về gần mông. Bàn chân và đầu gối vuông góc. Hai tay xuôi theo thân đặt bên cạnh mông. Hít vào, nâng hông cao và đan các ngón tay vào dưới lưng ở tư thế cây cầu. Đặt nắm chặt hai bàn tay, ép bả vai dưới sàn. Đẩy hông cao và đạp chặt hai chân. Từ từ, đi hai bàn chân vào trong, hai chân gặp nhau, mũi chân, gót chân chập lại. Cố gắng siết hai đầu gối ép vào trong luôn nếu được. Rồi nhẹ nhàng rút chân phải và đá thẳng chân phải lên trời. Cố gắng vẫn giữ hông cao, mũi chân phải chỉ lên trời, kéo dài hông lên, kéo cao hông lên nữa. Và thở ra, hạ chân phải dưới sàn. Đặt chặt chân phải và đá chân trái lên trời. Chỉ thẳng mũi chân trái và kéo hông cao lên. Nhịp nữa thôi, rướn người lên. Rồi thở ra, hạ chân trái dưới sàn. Đẩy hông cao. Rồi mở rộng hai chân ra. Hai tay mở ra, dang ngang. Hạ từng đốt sống xuống sàn. Ôm đầu gối vào lồng ngực, ép chặt thắt lưng và lắc nhẹ người qua hai bên. Đưa hai tay nắm lấy hai ngón chân cái, mở rộng phần hông ra, ép thắt lưng và vai xuống sàn trong động tác Happy Baby. Lắc nhẹ người qua hai bên. Mềm vai và mềm thắt lưng ra. Hạ hai đầu gối và ôm vào lồng ngực trở lại. Chân phải qua chân trái. Rồi đổ hai đầu gối về một bên và mở rộng vai về bên kia. Giữ tư thế này, xoắn lưng và thư giãn. Nhẹ nhàng vươn về giữa và đổi bên. Vắt chân trái qua chân phải. Đổ hai đầu gối về bên phải. Và mở vai về bên trái.
rồi nhẹ nhàng quay về vị trí trung tâm. Nằm dài người ra, hai chân thẳng, hai tay xuôi theo thân. Lòng bàn tay ngửa, các ngón tay mềm. Lắc lại toàn bộ người, tìm điểm nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất và nằm dài người ra. Gót chân thả lỏng, hai bắp đùi thả lỏng, thắt lưng thả lỏng, vai thả lỏng, khuôn mặt và đỉnh đầu thả lỏng ra. Nếu bạn tập ở nhà, đừng bỏ qua tư thế này nha. Có thể giữ ở tư thế này trong vòng 5 phút hoặc 10 phút nếu bạn có thời gian. Thư giãn toàn thân và thả lỏng ý thức của bạn ra cùng toàn bộ cơ thể. Hít đều và thở đều ra. Cảm ơn bạn đã tập cùng Yogi Travel VN. Nhớ bấm nút màu đỏ ở bên dưới để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha. Mình up clip mới vào mỗi tuần.